Rồi thì trong phần này mình sẽ hướng dẫn đến phía bạn để bạn hiểu sâu hơn về phần hiểu về mặt bản chất của schema là gì, tại sao schema nó rất là quan trọng ở điểm hiện tại và cũng như trong tương lai, và cũng như rằng là Google tại sao Google nó coi trọng nó đến là như vậy. Thì đầu tiên á, thì bên phía bạn cần phải hiểu về mặt cách thức Google hoạt động đã. Thì đây là cái hình ảnh Google nói trên cái Google Guideline của nó, là nó nói về rằng là Google nó phát hiện ra các cái nội dung của trang web bằng cách việc rằng là nó thu thập và nghe cào nội dung. Thì nó khi mà nó cào nội dung á, nó sẽ cào một trang A này chẳng hạn, và cái trang A này nó sẽ cào từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Và ở đây á, sau khi mà nó cào như vậy, nó phát hiện ra một cái link, và cái link này nó sẽ tự nhân bản mình làm hai, và từ đây nó cái link, cái hàng con robot này là nó sẽ đi tiếp qua cái con robot thứ hai, nó sẽ đi qua cái link tiếp theo để thu thập tiếp, nó cào tiếp cái nội dung trang web, cái nội dung thứ hai. Từ đây mà nó bắt đầu nhân bản ra liên tục theo một cấp số nhân, và nó phát hiện hết toàn bộ cái nội dung website trên internet, và bắt đầu nó cào thu thập nội dung như vậy. Nhưng mà một vấn đề như này là Google nói rằng Google Search rất là nỗ lực để hiểu nội dung của một trang, và giống như là nó đã hiểu nội dung về mặt ngôn ngữ tiếng Anh nó đã khó rồi, bởi vì cái ngôn ngữ mà mình đang giao tiếp ở điểm hiện tại á, nó không phải là ngôn ngữ của robot nữa. Là và khi mà bạn hẹn như chuyển qua cái nội dung tiếng Việt hay tiếng Hàn hay là tiếng Trung gì đi cả các kiểu đi chẳng hạn, thì nó lại càng khó hiểu hơn. Thành ra rằng là bạn có thể hỗ trợ là bằng cách là cung cấp cái manh mối rõ ràng hơn về ý nghĩa của cái page đó thông qua dữ liệu có cấu trúc là structure data. Thì structure data nó nói đây nè, thì đây là cái đoạn mà mình trích từ bên phía trực tiếp Google về. Thì dữ liệu có cấu trúc á, nó sẽ thứ nhất là chuẩn hóa về định dạng của cái loại cấu trúc đó, và thứ hai là phân loại nội dung của trang, thì cụ thể ở đây là schema. Còn định dạng ở đây là gì, là bạn dùng JSON LD. Thì ở đây cụ thể Google nó sẽ giúp là nó sẽ mong muốn bên phía bạn khi mà dùng schema hay structure dữ liệu có cấu trúc đây, bạn nên dùng cái định dạng là JSON LD, tại vì nó có 3-4 cái định dạng gì chính là và cái cách mà bên phía mình cũng sẽ khuyến khích bạn làm luôn cũng là JSON LD luôn, bởi vì Google nó khuyến khích là như vậy. Thứ hai là tại sao Google khuyến khích á, bởi vì cái này nó dễ code và nó dễ hiểu và nó dễ nhìn hơn là mấy cái loại schema khác, ví dụ micro data thì nó có khá là nhiều dạng về code về schema nha. Và rồi thì tiếp theo nữa, khi mà bạn sử dụng được cái dữ liệu có cấu trúc á là trực tiếp luôn, đó là ngôn ngữ của Google. Chính xác là ngôn ngữ của Google nói riêng, nhưng mà công cụ tìm kiếm nói chung, các con bọ nói chung, thì nó sẽ giúp cho phía cái con bọ đó hiểu hơn về nội dung của cái bài viết đó bạn đang nói gì, thu thập thông tin về website và cũng như thế giới nói chung khi mà bạn cung cấp về cái dữ liệu có cấu trúc. Thì ở đây nó là cái một cái hình để bên phía bạn có thể hiểu hơn về cái vụ schema structured data này. Thì cái HTML á, cái việc bạn code website bạn đẹp ra sao, thì cái đó người dùng là bên phía bạn và cũng như là mình nhìn vô website, giống như bạn đang nhìn thấy ở đây là những cái ngành HTML chẳng hạn, là cái đó là người dùng người ta nhìn vô và người ta hiểu, nhưng mà robot nó không hiểu. Bên phía bạn Google á, robot á, và Google nó riêng ở đây nó chỉ hiểu về dữ liệu có cấu trúc thôi, tại vì đó là ngôn ngữ chính của robot. Thì lúc này nếu như bạn kết hợp cả hai, là cả HTML, bạn tua về HTML và bạn cả tua về structured data nữa, thì nó sẽ được tốt cho cả hai luôn, là kể cả về mặt người dùng và cả về mặt con robot. Nó cực kỳ nó sẽ tốt cho phía website của phía bạn. Và dữ liệu metadata đây á, thì dữ liệu mô tả dữ liệu khác á, là thông tin chi tiết cung cấp về cái dịch vụ và loại content của bạn. Thì ở đây á, là bên phía bạn nó, ở đây nó đại khái nó muốn nói rằng là Google thu thập cái dữ liệu về cái content của bạn á thông qua hai cách chính mà bên phía bạn cũng là cung cấp, hỗ trợ nó cung cấp. Thứ nhất á, là thông qua cái content backup, có nghĩa rằng là dữ liệu được đánh dấu cấu trúc trong content, đại khái rằng là cái content đó bạn bỏ schema vô. Ví dụ như cái content đó là về công thức nấu ăn đi, hẹn như bạn thấy đây cái đoạn văn này nè, công thức nấu ăn, này là dạng bài báo, dạng bài viết hoặc là dạng video, thì bạn khai báo trực tiếp trong đó thì cũng hiểu rằng cái loại bài, cái trang này nó nói về công thức nấu ăn, và trong công thức nấu ăn này nó nói về công thức làm món bò hầm, và món bò hầm này gồm 5 bước như sau A B C D E F, ví dụ như vậy. Và thứ hai nữa, Google cũng cần cái việc rằng đó là ở đây nó nói là entity authority data, đại khái rằng là cái thực thể mà nó uy tín, có nghĩa rằng là cái việc mà bạn cung cấp cái dữ liệu có cấu trúc là một chuyện, nhưng mà Google nó có tin tưởng rằng là cái dữ liệu có cấu trúc đó của bên phía bạn nó có đáng để tin cậy và nó đáng để nó lấy cái thông tin đó và nó gọi là cho điểm tốt hay không á, và hay là nó bỏ ở trên gọi là hiển thị trên cái rich snippet hay là mấy cái hình ảnh khác ở trên công cụ tìm kiếm á, thì nó cũng cần phải coi rằng là
cái thực thể của bạn á nó có uy tín không, cái dữ liệu về thực thể của bạn uy tín không. Thì ở đây á, nó cũng bảo với Google rằng là bên phía bạn cũng sẽ hỗ trợ việc rằng Google xác thực được cái sự uy tín đó của bạn thông qua ví dụ như Google My Business, Boss on Google, hoặc là bạn đăng ký Google Web Master Tool. Nha, ra video trước mình mới nói bên phía bạn Google My Business, và mình cũng hướng dẫn cho bạn nhiều cái khác về mặt tôi và mặt thực thể rồi, để cho bên phía bạn tôi về mặt Entity Authority Data này mà bên phía Google nói á, thì nó là một thực thể uy tín về mặt cái thương hiệu hay cá nhân á, thì nó ok hơn. Và thứ hai nữa, tất nhiên bạn sẽ muốn verify, là bạn xác thực Web Master Tool cho website đó rồi. Còn cái Boss on Google này đó là khi nào mà bạn nổi tiếng, hay là công ty bạn có một người đại diện mà nó nổi tiếng, nổi rằng là nó xuất hiện ở trên Knowledge Graph, nó xuất hiện ở trong cái lần search tên Phạm Nhật Vượng đi, thì nó ra nguyên cái khung ở bên phải nó, thì bạn mới dùng Boss on Google, tại vì cái này nó sẽ giúp cho bạn xác thực cái thực thể đó. Còn bình thường thì bạn sẽ không làm về vụ này. Thì nó có hai cái phần này bên phía bạn cần phải lưu ý. Nghe, bạn làm dữ liệu có cấu trúc là một phần, nhưng mà bạn cần phải xác thực thực thể của bên phía bạn nữa. Thì đó là phần 1 bên phía mình đã hướng dẫn như bên phía bạn rồi. Rồi nè, đây là cái phần mà mình nói này. Thì Entity Authority Data thì nó sẽ có Google My Business, Boss in Google, đăng ký xác thực website bằng Search Console. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bên phía bạn khi bạn ứng dụng vô bên trong phía cái website của bên phía bạn thì bạn ứng dụng ra sao, ngoài cái việc rằng là bạn chỉ cài cái schema vô bài viết gì này nọ, nhưng nó còn có nhiều ý nghĩa hơn khác nữa. Thì đầu tiên thì bạn phải quay về cái topic cluster. Bạn nào mà chưa biết về topic cluster là gì thì trong phần trước, phần 1 mình nói bên phía bạn rồi, bạn nên đọc qua về bài viết này để cho bạn hiểu hơn về topic cluster, bởi vì nó là một trong những cái dạng mô hình về dạng content, mô hình về dạng thực thể mà bên phía sắp tới, ý là sắp tới là bên phía Google đang hướng tới ở điểm hiện tại cũng như tương lai. Thì ở đây chẳng hạn tại sao topic cluster, thì topic cluster mình giới thiệu sơ qua lại, thì đầu tiên nó bạn làm một cái chủ đề là cần tu, gọi là pillar, bài viết chính là cái cụm bự cho bán như thế này. Thì xung quanh nó bên phía bạn sẽ có các cái content mà gọi dạng content con ở trong chủ đề chính này. Ở đây nó đây bài viết chính á, thì nó sẽ target vô một cái từ khóa ngắn hoặc là cái khóa dạng trung bình. Còn những cái bài viết con xung quanh này gọi là cluster content, nó sẽ target vô một là không có từ khóa nào luôn, hai là nó sẽ target vô một từ số từ khóa dài hoặc từ khóa dạng trung bình, và nó liên kết nội bộ lại với nhau, từ đây nó tạo thành một chủ đề nó phù hợp hơn. Ví dụ như phía bạn có một cái hình ảnh như thế này, chẳng hạn như website bạn có đề cập tới nhiều chủ đề, ví dụ London, England, Lille, Paris, France, Pháp đi chẳng hạn, thì đó là những cái chủ đề website bên phía bạn đang muốn đề cập. Ở đây các cái chủ đề như thế này nha, bên phía bạn cần phải biết á, mỗi một chủ đề mình đang vừa nói như vậy á, nó là một thực thể. Thực thể định nghĩa của nó có thể là địa điểm, nó có thể là con người, nó có thể là một sự vật, sự việc gì đó. Thì cái London hay là England thì nó là địa điểm. Hoặc là bên phía bạn nói về đau bao tử địa hạn, thì thực thể đó là thực thể về một cái sự vật hay là sự việc gì đó về đau bao tử, ý là vậy. Thì thành ra rằng là bất cứ thứ gì nó cũng là thực thể cả. Giống như cái vợt địa hạn, khi bạn mình nói cái vợt đó, thì cái vợt nó cũng là thực thể. Và bạn cần phải tối ưu cho câu chuyện là Google cũng như người dùng biết rằng cái là cái vợt mà phía bạn đang nghĩ tới là cái vợt đánh về, ví dụ như là cái vợt này vợt gì, vợt đánh cầu lông. Nhưng mà hầu như có một số bạn nghĩ rằng con cái vợt là cái tên con chó nhưng mình đặt mình, ví dụ như vậy, hay là cái vợt là tên của một công ty, ví dụ như vậy. Thì bạn cần phải xác thực thực thể bằng cái việc tu đó. Ví dụ như làm sao để xác thực thực thể này hơn, thì ở đây nó sẽ có cái hình thứ hai á, là chẳng hạn như bạn muốn tu về chủ đề là England đi chẳng hạn, thì trong England nó có những cái chủ đề gì, là nước Anh, chủ đề England là chủ đề về nước Anh. Thì khúc này á là nước Anh thì nó có cái Manchester nè, đó nó có cái London ở trong đây, nó có Birmingham, đó là các địa điểm địa danh ở trong England ở đây. Thay vì ở bên trái thì nó là một cái đứng riêng lẻ, thì bây giờ bên phải thì nó nhóm lại với nhau, từ đây nó tạo thành một cụm topic, tập cụm chủ đề, cụm thực thể bên phía bạn đang muốn tu. Tương tự như vậy, đây là bên phía Pháp thì nó sẽ có Paris, ví dụ như vậy, và những cái hai thằng khác hay còn lại. Rồi ở đây là entity based content model là sao, là bên phía bạn tối ưu về mặt một cái dạng mô hình về mặt tối ưu content theo thực thể. Thì ý của mình là như thế nào, mình ví dụ như thế này cho bên phía bạn dễ hiểu, để mình kiếm một cái hình. Ví dụ như ở đây hạn thì bên phía bạn thực thể bạn muốn làm đây là chủ đề là về content marketing, nó là một thực thể nha. Thì làm sao để Google hiểu rằng là đây là content marketing trong cái digital marketing mà bên phía người dùng đang muốn đề cập tới, là một phương pháp về chuyện là quảng bá xây dựng thương hiệu mà bên phía người dùng thường nghĩ tới, hay là content marketing nó lại là một cái website, tại vì cũng có website tên là contentmarketing.com, ý là như vậy. Thì bằng cách rằng là bạn đề cập tới
có cái chủ đề coi là cách viết content hay, content trong SEO, cách đặt heading thu hút tuyển dụng, content marketing, hay là content Facebook, cách viết content Facebook, cách viết content YouTube, tool content, content chuẩn SEO, mình ví dụ như vậy đi nha. Thì từ đây nó sẽ link với nhau dần dần, như vậy nó sẽ tạo thành một cụm chủ đề là content marketing. Google nó hiểu hơn về cái thực thể content marketing này. Nhưng mà ngoài ra nữa thì bên phía bạn cũng có thể tạo ra hơn thông qua cái việc rằng là từng cái nội dung như thế này nè, bạn đánh dấu cái dữ liệu có cấu trúc vô, nghĩa là ở đây là schema, tại vì người dùng ở đây thì hiểu, Google đây nó cũng sẽ hiểu hơn, hay là các công cụ khác nó cũng hiểu hơn về chủ đề này, nhưng nó sẽ tốt hơn thông qua cái việc rằng là bạn sẽ khai báo, có nghĩa là à đây là dạng article, schema là dữ liệu cấu trúc, là nó sẽ nói rằng à đây là loại content này là loại về article, nghĩa là dạng bài viết nội dung, và cái article này đề cập tới content marketing. Đó là bạn khai báo bằng dữ liệu có cấu trúc, nghĩa là bằng schema bạn nói vô. Có nghĩa là thông qua cái việc này là tại vì bạn phải hiểu rằng Google nó hiểu một nội dung qua ba thứ. Thứ nhất á là cái content ở trên website đó. Thứ hai á là cái liên kết nó trở tới, liên kết ở đây nó phải là back link trở về, liên kết nội bộ hoặc là thậm chí là liên kết trở ra ngoài. Và thứ ba là schema, dữ liệu có cấu trúc, và Google nó rất là thích dữ liệu có cấu trúc bởi vì từ đây nó có thể hiểu hơn và nó kết nối những thứ thông qua cái việc dữ liệu có cấu trúc ở đây. Rồi thì ở đây mình thấy ví dụ như bên phía bạn đang SEO một bài viết rằng là nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm, đây là một cái webinar, có nghĩa là về một cái event online sắp tới đi hẹn, thì bên phía bạn khai báo rằng là à cái dạng ở đây là schema, bạn sẽ dùng dữ liệu có cấu trúc là dữ liệu và schema là event, thì đây là bài viết pila content của bên phía bạn, khai báo metadata nó là dạng type, hình ảnh, ul các kiểu gì nọ. Thì bên phía bạn ở đây là ý mình đang cái hình ở đây là dữ liệu có cấu trúc á, thì bạn khai báo schema vô là à đây là loại về event, nhưng mà nó có mối liên hệ, thì đây là cluster content. Ví dụ như là à cái người chủ trì đó là Scott Abel, người sắp xếp nội dung đang ở đây, nhưng mà à tại vì đây là một bài viết con nó là ông Scott, nó về Scott cụ thể này, thì đây bạn lại khai báo về schema về dạng person, có nghĩa là khai báo về schema về dạng gọi là con người. Tôi hiểu rằng à nội dung bài viết này nó đang nói về con người, cái trang này đang nói về cái gọi là con người chủ yếu, và con người ở đây là cái người mà làm webinar này. Google nó sẽ bắt đầu hiểu như vậy, tại vì nó kết nối với nhau. Bạn sẽ nói rằng là à thằng này á nó cũng có mối quan hệ rằng là cái sản phẩm là Worklife, có nghĩa là một cái sản phẩm creative work, một sản phẩm sáng tạo đấy, hẹn Worklife, thì cái Worklife này nè nó được đề cập ở trong webinar, bởi vì bài viết này nói về nội dung cách làm nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm, nhưng mà trong bài viết này nó cũng giới thiệu luôn cả cái sản phẩm của nó là cái Worklife. Thì bên phía bạn tạo dựng một cái gọi là à một cái sản phẩm, ví dụ như cái schema về sản phẩm, hoặc là schema đây là một creative work, hay là một cái sản phẩm sáng tạo như thế này, thì Google biết rằng à ok thằng này nói về Worklife và thằng này nó có muốn liên hệ với thằng này. Google bắt đầu hiểu và Google kết nối với nhau được, thì nó ý mình ở đây nó gọi là content entity model, entity content model, nghĩa là tôi và mặt thực thể content ở đây, cái thực thể của mình đang muốn tôi là gì, là nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm. Và cũng như rằng là từ đây á mà thằng này nó cũng nói với việc rằng là à sắp tới có xu hướng về voice search rồi, là tìm kiếm bằng cổ giọng, giọng nói rồi, thì nó cũng link tới một bài viết con nữa là à, tìm kiếm về giọng nói, và đây có thể là một cái dạng schema về dạng thing, hay là schema về dạng article cũng được. Thì đó là như vậy, thì đây Google sẽ hiểu hơn thông qua cái việc là mối liên hệ liên kết với nhau từ chuyện liên kết nội bộ, lẫn trong cái chuyện rằng là à cái dạng schema, từng cái dạng schema của nó. Thì đó là cái phần mà mình nói ví dụ như đây để cho bạn dễ hiểu hơn trong cái về phần schema này. Rồi thì đây một cái hình tóm tắt lại như phía bạn là the entity based content model, nghĩa là một mô hình về dạng tool thực thể content cho trên website của mình phía bạn, thì nó sẽ có cái pillar content là cái bài viết chính, topic cluster chính, và các cái cluster content là cái content phụ như bên phía bạn thấy ở cái hình trước đó. Đây là content chính và đây xung quanh là content phụ. Nhưng mà ở đây khác chuyện rằng là à bạn cũng khai báo bằng mặt schema xuống dưới luôn. Và Google hiểu rằng là đây là từng cái loại, ví dụ thing article này, thing như vậy, thì đó là cái loại bạn khai báo bằng schema. Thì Google nó hiểu về cái mặt content, về mặt schema, về mặt gọi là link nữa. Thì đó là về cái phần mà mình đang muốn hướng tới với bạn, về hiểu về mặt gọi là schema. Rồi trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn về cái chuyện lợi ích của bên phía schema, và cũng như mình sẽ nói với phía bạn tức là một số cái là lợi ích về mặt schema, và các bạn hiểu hơn về các lợi ích của nó. Rồi hẹn bạn ở video tiếp theo.